Vâng, chào các bạn. Để trả lời câu hỏi bạn này, bạn muốn vẽ một cái tường hình tam giác này, chúng ta sẽ xử lý như nào? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ dùng tạm thời là hai cách. Cái đầu tiên tôi tạo tường như bình thường, vuông 220 này. Vẽ tiếp một tường 300. Thế đây các bạn có thể là xử lý những vấn đề là cái tường này. Bạn co kéo ăn ra. Bạn xử lý khéo một chút ở chỗ này. Và chúng ta sẽ được cái phần tường mà như chúng ta mong muốn. Như này thì nó vẫn lộ ra cái phần tường này. Chúng ta co kéo vào này trước. Đi chòi đi. Đối với cái này ấy, thì chúng ta xử lý nó chưa được triệt để nha. Ta dùng lệnh align. Như này thì ok, chúng ta xử lý ở đây được phần thin line đi, nó chưa có nét vữa. Xử lý cách thứ hai thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Chọn này, tôi sẽ tạo một family ở dạng cột kiến trúc, new family, chọn vào phần metric column. Ok rồi, vào trong đây thì tôi sẽ tạo cho các bạn một cái hệ family bằng lệnh extrude này. Tôi đi 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 một góc trước, rồi tôi chuyển cái tỷ lệ này 1/5 ra, rồi tôi đi 2 điểm đi điểm điểm này cạnh này. Tôi đặt parameter cho nó, chọn này add parameter cho nó, tôi đặt đây là error dimension. Ok, đây add parameter tôi đặt cho nó là b. Ok, chọn này add parameter đặt cho là L. Ok, tôi unfill it rồi, tôi về 3D ở bề mặt đứng rồi đó. Vấn đề đây ấy, là tôi chưa tạo cho bạn cái nét vữa rồi nha. Chọn này, tôi bố trí ở đây thôi, rất là đơn giản. Dùng lệnh align đó, tôi chọn đây và tôi nhập cái tham biến của tôi vừa đánh này. L tôi cho là 2000. Ok nha, tôi cho phần error là 90 rồi, các bạn để cho lên 120. Và các bạn có thể cho ở đây là B nên tầm khoảng 500. Đây, tôi cho đây 90 nha. Ok, đây, tạm thời là hai phương pháp, tôi còn có phương pháp nữa mà vấn đề là có cả nét vữa chát ở bên ngoài nha. Chúc các bạn thành công đối với clip sau.